chào mừng các bạn đã quay lại với kênh đinh thanh vlog hôm nay đinh thanh lại tiếp tục chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm về uh, tour du lịch uh, trong cái giai đoạn mới uh, của thành phố hồ chí minh hiện nay các bạn ha thì uh, vừa rồi thanh cũng có đi một số cái tour uh, trong đó có tour củ chi và cái tour uh, uh, suối nước nóng của bình châu đó các bạn thì hôm nay mình chia sẻ lại với các bạn một số cái thông tin mới nữa và mình 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 thực tế mình đã trải qua để chia sẻ cho các bạn có những cái thông tin để các bạn có thể uh, cập nhật thêm cho mình ha thì đối với cái tour trong giai đoạn hiện nay các bạn nó có nhiều điều mới mẻ lắm trước đây khi chúng ta nhận một tour du lịch á thì chúng ta hay có những cái thao tác là kiểm tra hồ sơ kiểm tra nón nước khăn lạnh chúng ta kiểm tra cờ và các cái vật dụng của công ty đúng không các bạn rồi sau đó chúng ta sẽ gọi điện cho trưởng đoàn gọi điện cho bác tài À, chúng ta xác lập một kênh thông tin để mà liên lạc với lại trưởng đo liên lạc với lại điều hành của mình vâng 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 nhưng à, trong giai đoạn này đó các bạn thì ngoài những cái thao tác đó ra thì chúng ta còn phải chuẩn bị riêng cho mình những cái thao tác như thế này à, thứ nhất á, là chúng ta sẽ chuẩn bị cái thẻ xanh covid à, chúng ta có thể chụp màn hình hoặc lưu vào máy cũng được vâng vâng à, để chứng nhận là chúng ta đã tiêm hai mũi vaccine đó các bạn vì vậy bây giờ đi du lịch là công ty cũng như điểm đến họ luôn luôn khi chúng ta phải trình ra cái thẻ xanh covid đó à, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái giấy test pcr âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ nếu chúng ta đi ra khỏi tỉnh là chúng ta đến resort hoặc là khách sạn ở những cái tỉnh khác các bạn lưu ý ha phải có giấy test pcr âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ à, cái thứ ba nữa các bạn bản thân mình á chúng ta cũng phải nên chuẩn bị cho mình một cái chai nước khử khuẩn à, chai nước sát khuẩn đó các bạn rồi chúng ta phải chuẩn bị cho mình cái khẩu trang khẩu trang y tế à, bởi vì bây giờ chúng ta không thể nào mà nói chuyện hoặc là chúng ta làm việc mà chúng ta tháo khẩu trang được các bạn thứ nhất là khách sẽ đánh giá chúng ta thứ hai nữa là gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình các bạn nên nhớ nha là phải có cái khẩu trang nữa và cái cái tiếp theo nữa là chúng ta phải tải chúng ta phải tải cái ứng dụng vnid ứng dụng này là của bộ công an đó các bạn bởi vì mình đi trong thành phố thì mình không thấy nhưng khi chúng ta đi ra tỉnh ngoài đó đi ra cái tỉnh đó, thì từ phố ra tỉnh khác thì chúng ta sẽ ghé lại những cái chốt để chúng ta khai báo y tế thì họ sẽ dùng cái, cái app vnid để mà khai báo y tế những app khác thì ở cái chốt nó họ không có chịu mà điển hình đây là tại cái cái thị trấn mỹ, mỹ xuân đó các bạn vừa qua khỏi đồng nai tới mỹ xuân của tỉnh bà rịa vũng tàu là mình phải khai báo thì khai báo theo cái app này các bạn tải về ha rồi à, tiếp theo nữa đó các bạn là nếu được á các bạn gọi trước với khách sạn để chúng ta xin cái cái code qr à, qr đó xin họ gửi cái code đó qua cho mình mình gửi đến cho khách của mình để khách khai báo y tế đó cái cái trước khi chúng ta đến khách sạn đó, khách khai báo y tế đó trước khi đến khách sạn đó là một cái điều rất là, là tiện lợi luôn bởi vì sao khi khách đến nơi á thì khách sẽ nhận phòng nhưng mà trước khi nhận phòng họ bắt khách phải khai báo y tế cái điều này là mất thời gian của khách nếu chúng ta di chuyển mà xa và khách mệt đó. bởi vì sao bởi vì chúng ta thực hiện một cái cung đường hai điểm đến, có nghĩa là chúng ta chỉ đến từ Hồ Chí Minh chúng ta đi đến cái khu lịch và từ khu lịch quay trở lại Hồ Chí Minh chứ không ghé bất kỳ nơi nào, à, cho nên là khách sẽ ngồi trên xe rất là lâu dài và mệt, cho nên đến nơi là khách chỉ nhận chìa khóa lên phòng nghe thôi các bạn, à, không phải dướng bất kỳ thủ tục đó, cho nên chúng ta xin cái mã QR đó trước về để khách khai báo y tế đã trước và khi đến khách sạn thì khách chỉ cần trình bày trình bày cái mã đó thôi đưa ra cái mã đó để khách sạn kiểm tra là ok các bạn ha thì hướng dẫn viên mình trước khi lên tour là chúng ta phải chuẩn bị những cái đó à, các bạn nhớ ha những cái này quan trọng lắm bởi vì khi đi tour của bạn người ta hỏi mình đó người ta hỏi em có cái giấy bc chưa nếu mình mà không có là khách người ta không đi kể cả khách không có họ cũng cho khách đi luôn tức là trong cái đoàn của khách nó có người không có hoặc có người chưa tiêm đủ hai mũi là không cho đi đó, mình đi mình gặp trường hợp có hai người là công ty không cho người đó đi bởi vì họ chưa hoàn thành hai mũi đó các bạn phải quay về đó thì đây là mình đang nói về cái tour thành phố hồ chí minh à, đi cái khu suối nước nóng bình châu đó bây giờ nó là uh, minera hot spring uh, rất là đẹp luôn nói cho nên là khách đến đó để nghỉ dưỡng thì mình vừa mới đi xong mình chia sẻ với các bạn ha rồi còn đối với cái um, cái nhà xe đó thì các bạn trước khi chúng ta um, lên xe À, chúng ta xác nhận lại với bác tài là xe mình đã có cái cái chai nước xịt khuẩn chưa à, xe mình đã có chai nước xịt khuẩn chưa có thể là công ty sẽ trang bị nhưng mà một số hiện tại bây giờ một số nhà xe họ sẽ lên đứng họ, họ sẽ linh hoạt họ chuẩn bị luôn họ chuẩn bị cái cái phần nước này luôn cho nên mình lên mình kiểm tra thử à, nếu có nếu có rồi thì ok sao nếu không có mình báo về công ty điều hành của mình là à, chuẩn bị một chai để mình đem lên xe mình sử dụng rồi, các bạn lưu ý ha rồi chúng ta kiểm xe, kiểm xe như thế ha, rồi uh, ngoài ra đó các bạn, cái việc mà chúng ta tiếp xúc với khách đó, trước đây á, thì cái điều này nó giúp cho chúng ta có cái sự gọi là uh, ấn tượng đầu tiên của chúng ta khi chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với khách bằng cách là chúng ta trao trực tiếp những chiếc nón, những chiếc khăn và những cái uh, vật dụng của công ty cho khách, đúng không các bạn? Uh, nón nước khăn rồi đó hồi xưa là mình sẽ trực tiếp ta trao như thế nhưng hiện tại bây giờ á, xe thì chỉ phục vụ khoảng năm mươi và hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp thì như vậy chúng ta làm sao bây giờ à thì các bạn thân mến trước khi mà cho khách lên xe thì xe vẫn dẫn tranh thủ có mặt sớm một chút xíu để anh chi à, mình sẽ sắp xếp nước và khăn cũng như nón trước các bạn đó thì mình đó, trước khi mà mà mình đón khách đó các bạn thì xe đến nó trước khoảng nửa tiếng sau đó mình với bác tài sẽ kiểm tra xe rồi sau đó mình sẽ đến các ghế các bạn mình để nón để nước để khăn trước để khăn trước ở trên đó để chúng ta hạn chế tiếp xúc với khách và khi khách lên xe đó thì họ sẽ ngồi 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 thì cứ một một dãy như vậy chúng ta sẽ setup hai phần thôi như vậy thì xe 45 chúng ta sẽ setup là là khoảng chừng 20 22 người, 23 người là đủ rồi. Đó thì mình set áp sẵn khi khách lên xe thì uh, khi khách nhận cái phần nước nón và uh, cái phần căng lạnh đó thì mình nói với khách luôn là mong quý khách thông cảm trong giai đoạn này thì chúng ta cùng nhau chung tay để thực hiện cái uh, cái cái 5K để chúng ta uh, um, hỗ trợ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, uh, giúp nhau sức khỏe an toàn trong cái hành trình đi. Đó các bạn mình nói như thế và khách không bắt bẻ được mình đó các bạn khách còn rất là thích như thế nữa tránh hạn chế cái việc đụng chạm đó cho nên trước khi mà khách lên xe thì mình chuẩn bị trước đi mình phát nón nước khăn lạnh mình để ở vị trí á, cứ mỗi một dãy ghế á, chúng ta để chừng hai phần thôi à, như vậy thì khách lên xe khách sẽ sử dụng thoải mái và tránh hạn hạn chế tiếp xúc đó rồi trong quá trình đi với các bạn mình là mình sẽ hướng dẫn khách à hôm nay đi trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ có nhiều chốt và phải khai báo liên tục cho nên trước tiên á, anh chị nên khai báo đi khai báo y tế trên cái 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 app mà chúng ta có đó, thí dụ như là uh, sổ sức khỏe điện tử nè, hoặc là bc covid nè, hoặc là vnid nè khai báo trước hết đi, rồi khai báo xong rồi các bạn chúng ta nói khách chụp cái mã code lại hoặc là nó lưu sẵn luôn nó lưu sẵn ở đó, rồi chúng ta di chuyển đi, rồi sau đó chúng ta đưa cho khách cái mã qr của khách sạn để khách khai báo sẵn ở đó luôn, rồi lưu lại rất là tiện lợi, đó, rồi khi đến các cái chốt đó, thì mình xuống mình trình bày với khách à trên xe của mình mình, mình trình bày với cơ quan chức năng đó là trên xe của mình là à, hầu như tất cả khách đều có cái cái à, test pcr và tất cả khách đều có cái cái mã um, qr code đó. À, em à, chụp hình em gửi lại cho cán bộ xem ha tức là mình chụp hình hết là mình gửi lại cho cán bộ à, thì bao nhiêu người bấy nhiêu cái mã qr à, thì họ đồng ý họ kiểm tra xong rồi mình lên xe mình đi tiếp các bạn thì như vậy nó sẽ thứ nhất là sẽ hạn chế được cái việc mà khách phải xuống trạm để khai báo y tế rất là nguy hiểm. cái thứ hai nữa là nó thể hiện sự chuyên nghiệp của nhân viên của chúng ta, à, khách cảm thấy là rất là hài lòng nữa các bạn. Nha. có một trường hợp như thế này, chúng ta xuống, chúng ta nói với cán bộ là trên xe đó ha, thì khách đã khai báo rồi. À, trường hợp mà chúng ta không không xin được thì chúng ta quá tốt. có nghĩa là chúng ta xuống, ta nói, à trên xe khách đã khai báo y tế và có cả cái giấy test b bcr đó rồi, và khách của mình cũng là cán bộ y tế cho nên họ rất là ý thức thì xin phép cán bộ là là cho đại diện thôi thì một số anh công an đồng ý cho mình đi à, đồng ý cho mình đi nhưng với điều kiện là phải đến địa phương mà chúng ta tới đó, đó lưu trú lại phải khai báo thêm một lần nữa thì cái đó là mình đã cho khách khai báo từ trước rồi à, thì như vậy thì cái cái thời gian dừng lại đó sẽ rất là nhanh à, rất là nhanh thôi không mất thời gian chúng ta đi đi liền luôn thứ hai nữa là chúng ta hạn chế cho khách tiếp xúc với đám đông bên dưới bởi vì mỗi trạm là không chỉ riêng xe lịch mà tất cả các xe đều dừng lại thành ra đến đó chúng ta dừng lại là quá tốt dừng lại mà hạn chế tiếp xúc tuyệt vời à, khách cảm thấy là rất là hài lòng sau đó chúng ta đi luôn các bạn thì trên đường đi đó các bạn trên đường đi thì chúng ta không ghé vào bất kỳ nơi nào hết uhm, nếu có ghé thì ví dụ chúng ta ghé mua mì mua ly nữa kia cho không ghé mua sắm không ghé tham quan chỉ đi, đi thẳng đến cái cái khách sạn mình thôi à, cho nên thì uh, chúng ta phải nhớ như thế này hướng dẫn viên của mình cũng vậy khi đến cái khu mà À, khách sạn của của mirana hot spring các bạn họ không có cho mình ra ngoài không có cho đâu bắt chúng ta phải ăn ở ngủ ở trong đó vui chơi trong đó không có ra ngoài thành ra là hướng dẫn chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình một số cái cái uh, ly mì mì gói các bạn một số cái bánh trái đồ riêng đi để nếu mà chúng ta uh, phục vụ khách mà chúng ta ăn không kịp thì tối về chúng ta cũng còn có cái để chúng ta lót dạ và chúng ta chuẩn bị thêm nước suối nữa các bạn mua thêm nước suối chúng ta dự phòng riêng cho mình trường hợp khách sạn nước suối với sạn không đủ thì chúng ta sẽ dùng nước suối của mình thêm bổ sung thêm năng lượng các bạn ha đó hướng dẫn viên cũng nên chuẩn bị trước một vài cái đồ ăn lặt vặt lót dạ vào buổi tối và nước uống đồ thêm mà để chúng ta có một sức khỏe tốt chúng ta phục vụ khách các bạn ha đó. rồi ở trong các cái điểm resort khách sạn thì họ sẽ luôn luôn có cán bộ y tế đó để làm chi ạ để hỗ trợ cho khách hàng à, dụ như khách đến đó tham quan nhưng mà chưa có á, giấy test hoặc là khách đến đó tham quan mà, mà 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 có nhu cầu test đó, thì có nhân viên y tế đó họ hỗ trợ luôn các bạn thì vừa rồi mình đi thì có một vài anh là về trước đó. rồi à, nên là các anh đó là liên hệ với với mình thì mình cũng nhờ lễ tân hướng dẫn nhưng mà mình biết rằng là y tế ở đó sẵn sàng phục vụ chi phí cũng khá là cao à, giống như ở uh, Mirona Hot Spring á thì họ chi phí một lần test là 500.000 và không có hóa đơn à, và cái giấy này cũng có hiệu lực trong 72 giờ và như vậy thì khách có thể thoải mái à, đi công tác luôn Nếu các bạn ha thì đó là một vài cái thông tin uh, khi mà chúng ta đi trên đường cũng như đến khách sạn đó rồi còn à, trong cái việc phục vụ khách ở cái chỗ ăn uống đó, thì các bạn nên nhớ ha chúng ta nên kiểm tra trước à, khách mình ngồi ở khu vực nào có hòa đồng có chung với những đoàn khách khác hay không À, chúng ta kiểm tra trước đi Nếu mà có lộn xộn á, Có nhiều khách lẽ chúng ta yêu cầu Nhà hàng là nên tách riêng ra Một khu vực riêng của đoàn mình à, Một khu vực riêng à, Để hạn chế tiếp xúc với người ngoài Cái thứ hai nữa Là kể cả cái bàn ăn của mình luôn Mình xem coi Thì à, hồi trước á, Thì à, cái chỗ uh, resort á, Nó sẽ set up cho mình là Một bàn khoảng chừng 4-5 người thôi Nhưng mà cái đợt mình đi Là họ set up một bàn 10 người luôn à, Nhưng mà ở trên mọi cái vị thức ăn á, thì họ sẽ chia ra thí uh, dụ như mỗi vị thức ăn họ sẽ có một cái muỗng riêng à, canh cũng có một muỗng riêng đồ ăn rau xào cũng có một muỗng riêng rồi cá kho cũng có một muỗng riêng muỗng riêng hết để mọi người có thể dùng cái muỗng đó, đó. À, không dùng cái muỗng riêng của mình để mà gấp đồ ăn mà phải dùng cái muỗng riêng của cái dĩa đó, đó nó rất là an toàn vệ sinh luôn à, và mình cũng yêu cầu với khách sạn là à, nước chấm á, thì nhà hàng đó là nước chấm á, cũng là mỗi người một phần hết chứ không có dùng chung à, như vậy là 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 mỗi phần thức ăn sẽ có một cái cái muỗng gấp riêng nè mỗi một người sẽ có phần nước chấm riêng nè và đoàn mình sẽ sắp up một khu vực riêng này không ngồi chung lộn xộn với các cái khách lẻ khác các bạn à, kể cả ăn sáng mình cũng xin khách sạn là để riêng cái bàn đó cho đoàn mình luôn à, để cho đoàn mình tập trung về đó à, hạn chế cái việc mà 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 tiếp xúc giao lưu với những người khác các bạn ha đó vân vân còn trong suốt quá trình mà chúng ta à, chỉ di chuyển cùng với khách thì luôn luôn là đeo khẩu trang các bạn ha. Ngoài việc thiết minh vui chơi giới thiệu rồi này kia chúng ta phải phải tuân thủ cái quy tắc 5K nữa hạn chế là tháo khẩu trang ra. Đó và khi mà chúng ta lên xe xuống xe hoặc là chúng ta đến nơi nào chúng ta đi đến đâu thì chúng ta cũng phải khử khuẩn trước các bạn. À, trước khi vào nhà hàng rồi ra nhà hàng chúng ta cũng phải khử khuẩn luôn. Đó thì đó là một vài cái thông tin mà Thanh chia sẻ với các bạn khi mà dẫn một đoàn ha. Hướng dẫn một đoàn đi à, tham quan ở các cái khu vực mà mà xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Đó, vậy mình xin nhắc lại các bạn những cái quan trọng như sao mà những viên cần chuẩn bị nè. Thứ nhất là cái thẻ xanh Covid nè. À, thứ hai là cái PCR ha. Cái PCR âm tính nè. Đây, phiếu test PCR âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ nè. Đó. Và cái thứ ba nữa là cái à, cái cái à, tại cái ứng dụng VNID đó, và hướng dẫn viên tấn chuẩn bị những cái thiết bị như là khẩu trang y tế và nước sơ khử khuẩn nè đó rồi một số cái thao tác khác nữa các bạn ha. Thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà mình đã chuẩn bị cho cái chuyến đi vừa rồi đó thì chia sẻ lại mong rằng những thông tin vừa rồi có ích với các bạn và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. À chúc các bạn sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn.